thì họ sẽ bắt đầu là gì? nên cái kế hoạch, họ sẽ nên cái kế hoạch của họ. Họ xác định rằng là à, cái phong cách của tôi làm trên YouTube sẽ là gì? Phong cách làm trên YouTube của tôi sẽ là đi theo thiên hướng là hài hước, theo thiên hướng nghiêm túc, theo thiên hướng, uh, thiên hướng gọi là có những ngôn từ uh, nó uh, tức là theo cái ngôn ngữ kiểu rằng là nó tục tục nhưng mà tục tục theo cái nghĩa chấp nhận được chứ không phải tục theo là tục tiêu hay là tục một cách mà bẩn bựa hoặc là người ta đi theo một cái thiên hướng gọi là uh, tổng hợp, một hoặc là người ta đi theo cái thiên hướng mà liên quan về chia sẻ một cái thứ gì đó, hoặc người ta đi theo cái thiên hướng là gì? Người ta bình luận lại, người ta bình phẩm lại những cái thứ gì đó ở trên kia. Và rất rất là nhiều những thứ như vậy, tức là khi xác định ra một cái kế hoạch, một chủ đề thì bạn phải xác định ra cái phong cách của bạn hiện tại muốn làm là gì trong cái lĩnh vực của bạn. Bởi vì khi bạn hiểu bạn sâu về nó thì bạn ấy thấy là gì? Nó càng đi theo cái cách bạn chia sẻ, bạn càng chia sẻ ra, đó cũng là một cái cách bạn học tập còn những cái bạn nào mà gì không chia sẻ được không làm được các cái chủ đề như vậy thì chúng ta thấy đó youtube đâu có phải là cứ phải bắt các bạn phải xuất hiện khuôn mặt đâu đâu phải bắt các bạn lúc nào cũng phải có giọng nói đâu mà còn nhiều chủ đề khác nữa còn nhiều nội dung khác nữa các bạn có thể tổng hợp các bạn có thể rằng là làm, làm các cái nội dung liên quan về phim liên quan về các cái nội dung mà à, bán content đấy rất rất nhiều như vậy chứ không phải là YouTube chỉ có ưu tiên cho mấy ông là là sâu khuôn mặt sâu giọng nói hoặc là, là cái gì đó đấy nó chỉ là một cái yếu tố là gì à, nó tốt hơn là những người không sâu ra thôi cho nên là trên YouTube hay là trên online nói chung ý, lúc nào cũng như vậy lúc nào cũng sẽ có những cái uh, chủ đề bóc tách ra để cho các bạn có thể theo đuổi có những cái bạn nào mà muốn uh, theo cái tư, trường phái gọi là uh, uh, hướng nội thì nó sẽ có cái chủ đề hướng nội có bạn nào theo cái trường phái hướng ngoại thì sẽ có các chủ đề hướng ngoại còn vấn đề là gì trong cái quá trình đó thì khi các bạn xác định đã được rằng là à mình ở là mấy chủ đề gì rồi mình quan tâm mình khai thác vào cái lĩnh vực gì mình đã có kế hoạch rồi thì bắt đầu nó sẽ đến cái bước số 2. cái bước số 2 là chúng ta sẽ phải nghiên cứu thị trường nghiên cứu thị trường này tức là chúng ta phải biết rằng là à chia sẻ ra khán giả có xem không đấy chia sẻ ra có ai quan tâm không chia sẻ ra có kiếm được ra tiền không Chia sẻ ra rồi uh, có được cái gì không? Hay là mất cả trì đã trả? Hay là chia sẻ ra là uh, quần âm? Thế thì đấy là cái điều cần phải nghiên cứu. Nghiên cứu như thế này. Nghiên cứu là gì? Nghiên cứu lúc đó là xem mà. Cái chủ đề ấy, nếu như hiện tại đang có một kênh người ta đang thang khai thác. Mà một kênh người ta đang khai thác đấy mà tính theo cái phạm vi quy mô của chủ đề hàng tháng nó lên đến hàng trăm ngàn người xem hoặc là hàng triệu người xem thì chủ đề đấy nó là một chủ đề đáng để chúng ta làm đúng không ạ nhưng nếu như chúng ta nghiên cứu vào một chủ đề mà thấy có một cái kênh người ta làm hoặc có thể 10 kênh hoặc 100 kênh nhưng cái quy mô của chủ đề ấy, một tháng nó chỉ có một ngàn người xem thôi hoặc là một tháng nó chỉ có 100 người hoặc là năm hoặc là 500 người xem thôi. tức là cái quy mô nó rất là hẹp nó rất là ít thì chúng ta thấy là gì chúng ta có đăng đến bao nhiêu video chúng ta có chia sẻ bao nhiêu thứ thì chúng ta cái nhóm đối tượng đấy nó cũng sẽ rất là ít đúng không ạ và cái số lượng mà chúng ta muốn thu hút là chúng ta muốn được con hút bạc nút vàng chúng ta muốn có nhiều view thì làm sao có view được khi mà gặp cái chủ đề một tháng cái quy mô nó chỉ nằm trong có 100 người cho đến vài ngàn người thôi thì đúng đấy là nếu như mà muốn kiếm view muốn kiếm sắp muốn đi kiếm các cái chủ đề mà khai thác giúp cho chúng ta đạt được cái hiệu quả liên quan về cái nút bạc như duy vừa chia sẻ chẳng hạn đấy vì cái nút bạc muốn bê cái nút bạc này về chẳng hạn đúng không ạ đấy muốn bê cái nút bạc này về thì là gì là phải tìm những cái chủ đề nào mà nó có hàng trăm nghìn người theo dõi hàng triệu người theo dõi thông qua cái từ khóa thông qua cái nội dung đó thì nút bạc sẽ về nhanh thôi đánh vào cái vấn đề gì là người ta cần người ta muốn xem nào ok thôi đây chính là cái yếu tố là gì nhiều người người ta bắt theo chen người ta bám theo chen thì người ta nên vù vù là như vậy còn nhiều người là gì khi họ đi khai thác vào những cái chủ đề mà chỉ có vài ngàn người xem trong một tháng thôi thì làm sao bỏ được làm sao video mà có, có nhiều người xem nhiều người theo dõi được nhưng những cái chủ đề đấy chúng ta phải nghiên cứu rằng là nó có chuyển đổi không? Những chủ đề đấy nó có mang lại được cái giá trị chuyển đổi không? Chuyển đổi đấy là gì? Nếu như chúng ta làm bất động sản chẳng hạn, chúng ta đăng lên một nô đất hay một căn nhà mà trong có thể là từ 50 đến Một 000 người đó là những người là gì? Là những người có nhiều tiền, là những người muốn đầu tư, là những người là gì? Họ muốn mua cái sản phẩm đó thì đôi khi nó còn nhiều tiền hơn là mấy cái ông mà 100 ngàn đến một 100 ngàn view đến hàng triệu view kia đấy chứ đấy thì thứ nhất chúng ta là gì đánh giá ở đây là gì khi nghiên cứu thị trường thì chúng ta cần phải hiểu là gì cái khán giả của chúng ta chúng ta đang muốn người ta trở thành khách hàng của chúng ta hay chúng ta đang chỉ đang muốn người ta chỉ xem video chúng ta thôi hay chúng ta chỉ muốn là thu hút cho họ là gì là để chúng ta có cái nổi tiếng gọi là một cái nổi tiếng ảo thôi hoặc là một cái nổi tiếng gì đó theo cái tâm lý của chúng ta thôi còn nếu như mà chúng ta có cái chiến lược liên quan về bán hàng về kinh doanh về tiếp thị thì chúng ta hiểu ngay thôi thì thị trường đó là bao nhiêu người thì phải hiểu là à họ là ai họ đang muốn gì họ đang cần gì và chúng ta cần phải làm gì để tiếp cận lấy họ chúng ta cần phải đưa đưa cái gì cho họ và chúng ta cần phải tung ra những cái chiêu như thế nào để thu hút họ đấy thì đôi khi là gì những người mà hiểu được cái bản chất đó thì đôi khi chỉ là một view thôi nó thành một triệu rồi hoặc một view thôi nó thành trăm triệu rồi hoặc một view thôi nó thành một tỷ thôi lúc đấy đừng hỏi cái câu chuyện là anh ơi làm sao kiếm uh, được một tỷ nữa mà đôi khi là gì đôi khi chỉ cần một view thôi và đấy là cái thứ là gì để hiểu được rằng đó mới là nghiên cứu chứ đừng có nghiên cứu theo kiểu là anh ơi em thấy cái ông kia nhiều view lắm Em ơi ông anh ơi em thấy cái kênh kia nhiều view lắm anh ơi em thấy cái 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 video kia nhiều view Anh ơi em thấy cái chủ đề kia từ khóa kia nhiều view rồi nào cuối cùng là nào vào cái view đó và cứ nào vào cái view đó và cuối cùng là gì nó không tạo được cái giá trị gì và cuối cùng là gì những cái view đó nó không mang lại được cái chuyển đổi và có khi rằng là những cái số view đó nó lại còn mang lại cái stress đó. còn cái người là gì người ta nhìn vào cái vấn đề là giá trị của vi tôi video của tôi nội dung tôi cho đi là gì đưa đi là gì thì như duy vừa nói đó một view có thể chuyển đổi thành một triệu 10 triệu trăm triệu hay một tỷ đấy là tùy vào thị trường và chiến lược chúng ta nè còn tất nhiên không phải ai cũng có sản phẩm để bán đâu ha không phải ai cũng có kỹ năng để làm dịch vụ đâu ha không phải ai cũng có thể làm được đào tạo đâu ha và rồi nên là những cái vấn đề là gì tất cả những thứ ha 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 vừa xong ấy nó lại có một cái nghề gọi là gì tiếp thị liên kết tức là affiliate marketing đó mà nhiều người hay nghe đấy nếu như không có sản phẩm để bán không có dịch vụ để làm không có đi làm dịch vụ thì chúng ta có thể làm gì làm môi giới đúng không ạ chúng ta hiểu cái từ môi giới đó. đấy làm tiếp thị liên kết nó giống như môi giới vậy môi giới cho người ta hãy nói một cái câu thô mà nhiều các bạn hay hiểu ấy làm co cho người ta nhưng vấn đề là cò là cò có giá trị mô giới mô giới có giá trị sau này từ cò từ mô giới có thể thành chuyên gia trong cái mảng đó Đấy, đấy cũng là cái cách để chúng ta kiếm tiền. Và YouTube nó là như thế. Và phải có mục tiêu như vậy thì tiền nó mới ra và đó mới gọi là nghiên cứu. Chứ còn đừng có nghiên cứu xong là ôi anh ơi em đã có nút bạc rồi. Anh ơi em đã có nút vàng rồi. Bây giờ em đã là một cương vị mới rồi. Sắp sửa em sẽ lên được nút kim cương nữa. Nhưng cuối cùng là gì? Anh ơi kênh em tắt kiếm tiền rồi. Anh ơi chủ đề em cạn tiền rồi. Anh ơi em không còn tiền nữa. Thì lúc đó này lại cuối cùng bỏ quá là lãng phí và rồi rất là nhiều cái kênh các bạn nhìn ngoài kia có nhiều kênh hàng triệu sub hàng triệu người đăng ký còn đang để mốc để không các bạn có bao giờ nghĩ rằng là có ai khùng mà cái kênh nó đang kiếm nhiều tiền người ta bỏ không đúng không? không có ai khùng bỏ đâu bởi vì nó hết rồi nó cạn rồi nó giống như là một cái đèn dầu hết dầu rồi thì làm sao kiếm ra tiền nữa và đấy chính là cái lý do các bạn có thể thấy đó nhiều view nhiều sub nhưng mà đến một ngày rồi cũng cỗi cái vấn đề là chúng ta phải biết là có cái kênh nào để làm giá trị và đồ đấy các bạn đã hiểu chưa đó chính là nghiên cứu và đấy chính là cái điều của bước số 2 nghiên cứu và những cái vấn đề nghiên cứu có nhiều bạn nói là à anh cứ nói như thế chứ em chả biết nghiên cứu như thế nào và em cũng không biết tìm hiểu ra sao thì các bạn đang nhìn trên màn hình thôi có nhiều bạn nói là à, anh cứ nói em chả biết gì thế thì nhấn vào trong danh sách fan này nó có ngay các cái series như là cách tìm kiếm chủ đề làm youtube đấy bạn nhìn thấy trên màn hình có danh sách là cách tìm chủ đề làm youtube trong đó cách có cách tìm chủ đề liên quan về chen cách tìm chủ đề liên quan về công cụ tôi bắt đi cách tìm chủ đề liên quan về youtube gợi ý hay cách khai thác chủ đề từ đối thủ từ ý tưởng của người ta đấy rất là nhiều những thứ trong này trong cái danh sách phát này chia sẻ ok chị ạ đấy uh, nói có sách mách có chứng và rồi có thực tế luôn để cho các bạn có thể áp dụng và thực hiện nó thế thì đấy là cái giai đoạn nghiên cứu của bước số 2 đến bước số 3 thì đến mới đến bước là bắt đầu đầu tư đây đầu tư rằng là máy ảnh này đầu tư uh, uh, mic này đầu tư phần mềm này đầu tư máy móc này rồi là đầu tư những cái thứ cần đầu tư như là chi phí marketing này hay đôi khi là bỏ ra chi phí đi học cũng như vậy thì chúng ta thấy là đến cái đoạn đây đoạn bước thứ ba là cái bước đầu tư thì, thì chúng ta thấy nhá bây giờ phải có chiến lược như thế này đầu tư là đầu tư thông qua cái điều mà mình đã vạch ra cái kế hoạch và nghiên cứu nếu như nghiên cứu vào cái thị trường mà cảm thấy nó không có chuyển đổi ý, hoặc là nghiên cứu vào thị trường cảm thấy view nó không có có có, có cái sự mà phát triển lên ý, thì phải suy nghĩ rằng là đầu tư vào là có nỗ không và đôi khi là có nhiều người là gì nhìn thấy cái kế hoạch dự án của mình là nỗ thật rồi ý. hoặc là thua thật thì thất bại thật ý. nhưng vẫn nào vào đầu tư thì chúng ta cần phải là gì suy nghĩ nè bởi vì có nhiều bạn là gì đôi khi chúng ta mua cái flycam về này. mua máy quay về này, mua máy trịn sò máy tính rồi là đủ thế loại về này. Xong cuối cùng một tuần đi làm việc cả tuần. Xong cuối tuần chỉ có đi bật cái flycam bay bay vù vù vài cái hoặc là làm cái video quay quay được vài ba món ăn xong bỏ. Hoặc quay vài ba cái nội dung ví dụ như là quay hàng xóm xem hôm nay làm gì hoặc là chạy nhảy nung tung rồi quay những cái thứ không biết quay cái gì thì bạn thấy là gì đầu tư như thế phí đầu tư như thế không hiệu quả kiểu các cái dạng các những cái bạn nào mà cưỡi ngựa xem hoa và kiểu bay 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 kiểu như thế thì cách tốt nhất là gì là chúng ta nên chỉ cùng một cái điện thoại đây. đấy một cái điện thoại đây. những cái bạn theo kiểu mà cứ, cứ quay những thứ xung quanh chúng ta quay theo kiểu uh, cuộc sống hoặc là quay theo kiểu là à xem youtube xem có ai quan tâm mình không xem youtube có ai xem mình không ấy xem youtube rằng là mình có thực sự làm được nội dung không ấy, thì một cái điện thoại đây một cái điện thoại nó làm nên tất cả đấy học tập trên đó là một cái điện thoại thì đến lúc đó là gì học tập đầu tư thứ đó là học tập về vấn đề chỉnh sửa trên điện thoại quay trên điện thoại như thế nào vì các bạn có thể thấy đấy bây giờ điện thoại quay nó nét rồi bây giờ quay HD thoải mái rồi có những điện thoại quay trong render chỉnh sửa 4K nét như Sony thoải mái rồi. đấy vì bởi cái điện thoại đấy nó vừa tiền với những người để trải nghiệm và dường như rằng là có thể nói rằng là ai cũng có điện thoại thì những cái bạn đó là như Duy vừa chia sẻ đó, là thiết bị chỉ vậy thôi Còn những cái bạn mà Đi đầu tư thiết bị Mà chúng ta biết là chúng ta đầu tư để làm gì Đầu tư để làm gì là như thế này Ví dụ như bây giờ các bạn Làm review chẳng hạn, đúng ạ, bạn làm review Bạn nói rằng, ôi hôm nay Tôi chia sẻ các bạn Cái mic này, hoặc là tôi chia sẻ các bạn Cái webcam này, tôi chia sẻ với các bạn Cái máy tính này, đấy, các bạn đi làm review Bạn chia sẻ thiết bị bạn ra, vừa để dùng Và vừa để chia sẻ, đúng không thì chúng ta sẽ có vài ba cái video và cuối cùng là gì? Đấy cũng là cái cách chúng ta tiếp thị chúng ta bán hàng rồi là đấy là cũng là cái cách là gì để chúng ta thử sức xem là à cái khán giả của chúng ta, người xem của chúng ta người ta có nhu cầu đó không. Có nhiều bạn trên online làm cái video rất ngẫu hứng, ví dụ như là xin chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ các bạn cái mic này chẳng hạn và cái mic này nói rất ok hoặc cái mic này nói rất được hoặc là tôi rất thích mic này. Mic này giá rẻ và hợp lý rồi là mic này mic uh, tôi cảm thấy rằng là phù hợp với tất cả mọi người đấy. Ai có nhu cầu thì mua đi ai có nhu cầu thì liên hệ với tôi nhé Ai có nhu cầu thì uh, uh, có thể tham khảo ha đấy Ví dụ như vậy và cuối cùng là gì tự nhiên là có một đơn hàng 10 đơn hàng 100 đơn hàng và có thể là nhiều đơn hàng hơn đấy tiền nó ra từ đó thì lúc đấy này đầu tư mic là hợp lý đúng không ạ thì bạn thấy là gì mic đáng để đầu tư còn tiếp tục nữa là gì mua một cái máy về mà biết cái máy đó là gì có thể cũng review được cũng có thể có thể chia sẻ để chia sẻ các bạn à đây là cái dàn máy của tôi là laptop rồi là điện thoại vi tính rồi là GoPro rồi là cam rồi là chân máy rồi là pin rồi là đủ thể loại đấy quay được. Đấy rồi bạn thấy là gì? Họ cũng triển khai họ bán hàng. Rồi ví dụ như đầu tư của cái thiết bị mà có nhiều bạn làm các cái chủ đề liên quan về cuộc sống về gia đình, về dọn dẹp, rồi là về sinh tồn hay về cắm trại đó thì chúng ta cũng đầu tư, chúng ta giới thiệu đây là ví dụ là cái nồi cái son cái chảo nhà tôi đúng không ạ? Rồi xong rồi chia sẻ ra, quay ra, rồi cuối cùng là gì? Họ cũng áp dụng để họ bán hàng. Đấy, các bạn chắc chắn đã nhìn rất là nhiều các nội dung như vậy. Và chắc chắn là các bạn cũng biết được nhiều nội dung như thế. Và bạn thấy là gì? Họ kiếm được nhiều tiền từ đó không? Đó, đấy là một cái phương pháp để triển khai trên YouTube. Và đó là cũng là một cái chiến lược. Và cái chiến lược đó là gì? Cũng phải nhìn xem cái thiết bị mình có xứng đáng để làm như thế không. Rồi tương tự trong cái quá trình mà Liên quan về mua một số các cái máy móc Thì chúng ta thấy là gì? Cái nội dung của chúng ta Thì chúng ta đang nhìn vào đối thủ Ví dụ Chúng ta nhìn vào đối thủ chúng ta thấy là gì? À đối thủ bây giờ nào Full HD 2K 4K Đấy Đối thủ của chúng ta hình ảnh uh, Sắc nét Âm thanh rõ ràng Ok không ạ? Tất cả mọi thứ nó chất Đấy Nó chất từ khâu mà liên quan về Tạo ra nội dung cho đến là cái bên trong nội dung của nó thì bây giờ chúng ta muốn đuổi theo nó thì chúng ta phải giống nó chứ có nhiều bạn nói rằng à, ai kênh đối thủ của em là 2k 4k thì ờ, em làm 720b được không em làm 1080 b được không đấy thì biết luôn là chúng ta thua rồi bây giờ trên online là gì nhìn thấy đối thủ thấy người ta đang làm như thế nào chúng ta đặt ra câu chuyện là thiết bị chúng ta có làm được giống như họ không và chúng ta muốn đang kiếm tiền như họ thì rất đơn giản là gì ít nhất chúng ta phải bằng họ đúng ạ ít nhất chúng ta phải bằng họ còn chúng ta thua họ là chúng ta biết rồi thua họ là chúng ta biết là, tao thôi chúng ta nuôi vạch thôi có nhiều bạn cứ nói là à, em cứ đăng tàn em đăng bừa đi em lấy số lượng anh em đánh chất lượng được không đối thủ 4k kệ 4k em cứ đánh uh, HD được không hoặc ví dụ máy em cùi bóp em chỉ đánh có 480 b hay là 360 b thôi tức là độ phân giải của em nó quá, quá là là kém có được không thì chia sẻ bạn đàn là làm sao mà được được đối thủ nó đã hơn rồi biết được là một thằng đối thủ đã hơn rồi hai thằng đối thủ nó hơn 10 thằng đối thủ hơn rồi còn chúng ta là gì còn chưa được bằng một cái video kém chất lượng của nó thì làm sao mà ok thì hiểu ngay nào à nếu như là một cái chủ đề kiểu dạng như vậy thì là gì chắc chắn phải đầu tư về máy móc thôi chắc chắn máy móc phải ngon chắc chắn phần mình chỉnh sửa phải tốt kỹ năng phải cao và hình ảnh rồi đã âm thanh phải sắc nét phải rõ ràng thì lúc đó là gì mới bắt đầu gọi là bằng đối thủ và đi đánh thì chắc chắn phải suy nghĩ vấn đề về đầu tư về máy móc một cách bài bản còn nếu như mà đối thủ nó không như vậy mà đối thủ là gì chỉ có 720B thôi Cố nắm lên 180B Tức là của nó chỉ là HD và Full HD thôi Thì chúng ta thấy là gì? Thế thôi Nội dung của chúng ta cũng nếu như muốn bằng nó thì đơn giản như thế Đáp ứng được quá nhiều nhu cầu thôi Thiết bị máy móc bây giờ thoải mái để chúng ta tạo ra được 720B hay 1080B này. Đúng ạ Thì chúng ta là đấy Đầu tiên là về cái vấn đề phân độ phân giải hay là cái chất lượng uh, liên quan về hình ảnh âm thanh Là đã bằng nó đã sau đó bắt đầu là gì về nội dung xem xem là à, cái gì nó chia sẻ hay cái gì mà nó làm tốt chúng ta có thể nắm tốt hơn nó không đấy chúng ta làm tốt thứ giá trị đó đi là chúng ta sẽ tốt hơn nó còn bạn nào mà chơi kiểu như là chất hơn nữa mà tốt hơn nữa là gì là tiếp tục đấy nếu như là à, người ta mới chỉ có hd thôi full hd thôi bạn có thể nâng cao lên bạn có thể lên 2k lên 4k cái vấn đề đặt ra là gì khi đã đi đầu tư thiết bị thì phải nhìn vào thằng đối thủ hãy nhớ cho duy KT là nhìn vào thằng đối thủ nha đối thủ là bạn và có phải nó là bạn của bạn và trên cả bạn luôn đấy có khi là đối thủ là thầy của chúng ta là cái người để cho chúng ta nhìn thấy là người ta đang làm như thế nào người ta có chiến lược ra sao thì chúng ta sẽ nên phương án ít nhất là bằng nó mà nếu như không bằng nó thì thôi suy nghĩ nè ok chưa đấy đấy là cái điều mà duy muốn chia sẻ để các bạn thấy là đầu tư thiết bị nó phải kiểu như vậy chứ không phải đầu tư thiết bị là ui anh ơi em đang có 100 triệu anh ơi em đang có 200 triệu mua hết tất cả các thiết bị nội dung đến 200 100 có khi là mua cả một đống tiền xong về không dùng được thì vứt đó à, đây chính là yếu tố số 3 cho nên vấn đề về chất lượng nội dung hình ảnh hay là cái giá trị bên trong ấy, đầu tư thiết bị như thế nào ấy, thì nhớ cho duy nè nhìn ông đối thủ nhìn cái ông bạn đối thủ của chúng ta ok ha sau đó đến cái bước số 4 đó là chúng ta tạo ra những nội dung độc đáo những video sáng tạo những cái vấn đề mà khán giả chưa từng thấy như khán giả chưa từng xem và nó mang lại cái giá trị hữu ích cho người ta thì vấn đề bước số 4 này thì đúng là một cái sự thật ra ấy là chúng ta cũng phải trau dồi từng ngày giống như duy mà cái đây đang nói với các bạn đây thì không phải là hiện tại bây giờ cứ ngồi đây là một phát là nên bật cái webcam lên hay là ngồi khơi khơi ngồi chia sẻ như thế một phát được ngay đúng không ạ mà cũng phải trải qua những cái kinh nghiệm kinh qua những cái điều là gì chúng ta phải áp dụng rồi chúng ta phải biết rồi và chúng ta phải thực hiện rồi thì chúng ta mới nói được chúng ta mới làm được chứ còn nếu như mà chúng ta chưa bao giờ chúng ta làm thì làm sao chúng ta nói được và đôi khi có nhiều người gì có thể người ta nói được nhưng mà nói đến giai đoạn nào đó là người ta không nói được nữa bởi vì có có thực hiện đâu mà biết mà nói đúng không ạ thế từ đó là gì cứ phải thực hiện hành động và phải làm nhiều phải áp dụng nhiều cũng như gặp nhiều va vấp nhiều thì rồi cũng sẽ chia sẻ cũng nói giống như KT thôi cũng chả có cái gì cả ok cũng không có gì là cao siêu cũng không có gì là phức tạp cả mà nó đúc kết bởi là cái kinh nghiệm và cái vấn đề là chúng ta tích lũy mỗi ngày đấy mỗi ngày chúng ta tích 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 một tí rồi sau này là chúng ta sẽ có những cái chúng ta cần tích ok không ạ và chúng ta có thể thấy đó, các bạn cứ à, mỗi ngày cóp nhặt một tí, mỗi ngày tích lũy một tí, mỗi ngày hành động liên tục thì tự nhiên các bạn lại có kinh nghiệm. Kinh nghiệm nó đến từ đó. Và từ đó bạn thấy là gì? Cái nội dung của chúng ta nó cũng y chang như vậy. Chúng ta có thể đọc cái quyển sách này, chúng ta có thể xem cái video của người kia, chúng ta có thể tham khảo các ý kiến góp ý của bạn bè của người thân hay chúng ta có thể nghiên cứu không chỉ thị trường chúng ta đang đánh mà chúng đang nghiên cứu thị trường trên toàn thế giới xem xem cái nội dung đấy nó có đảm bảo được cái giá trị nó có các cái chiến lược có cái phương hướng để duy trì dài không nó có thể biến khán giả của chúng ta à, kiếm được à, cho chúng ta được nhiều tiền không về chuyển đổi về quảng cáo về doanh thu đấy tùy vào những cái kế hoạch đó thì chúng ta thấy là gì đến lúc đó là cái giai đoạn là à, nội dung độc đáo đó là chính là cái mà chúng ta mang trao lại giá trị cho họ còn khi mà chúng ta cảm thấy là à anh ơi, em bí chủ đề em không biết làm gì không biết khai thác như thế nào và cũng như là mọi thứ nó đang rất là mông đâu nó không có một cái một cái kế hoạch một cái chiến lược gì cả thế thì làm gì làm gì bây giờ hả các bạn đúng không ạ tiếp tục giống như cái phương pháp số 3 cái bước số 3 ấy, vô thiết bị tiếp tục lại đi hỏi ông đối thủ đúng không ạ tiếp tục lại đi hỏi hỏi ông đối thủ tiếp tục lại đi tìm ông bạn đối thủ của chúng ta ông bạn đối thủ của chúng ta là ai ông kìa là chính là cái người trong thị trường của chúng ta này xem người ta đang làm gì họ có chiến lược như thế nào họ tạo nội dung ra gọi dù nội dung ra sao có thể có khi xem một cái video đó ngồi không phân tích được được ngay đâu mà có khi phải ngẫm một tuần một tháng gì đó hoặc có thể là một cái thời điểm đó là vô tình ngặt kéo vô tình đi qua một cái công ty ở đó hoặc là đi qua một cái nhà nào đó thấy người ta đang làm cái nội dung đó à vỡ ra được học ngót được ngay xem được ngay biết được cái chiến lược đó ngay hoặc ví dụ như là vô tình là chúng ta à, đi à, học hỏi chúng ta đi trao rồi chúng ta đi vào một cái group nào đó chúng ta cóp nhặt hoặc chúng ta vào một cái nùng phát trực tiếp nào đó chúng ta gặp một cái người họ đang làm với chủ đề đó và chúng ta hỏi được cái cái vấn đề đó chúng ta khai sáng được tự nhiên chúng ta vỡ ngay à ông bạn đối thủ đang làm gì đấy thì đấy chính là cái mà nhiều bạn hay đi hỏi cái vấn đề về người ta chỉnh sửa cắt ghép như thế nào vậy người ta sử dụng cái phần mềm gì vậy nhân vật ấy ở đâu vậy ok dạng kịch bản chỗ nào vậy đấy kiểu dạng như thế thì chúng ta thấy là gì những thứ đó phải đi mày mò phải đi tìm rồi thì sẽ thấy và thấy đâu tiếp tục ông đối thủ và nhiều ông, ông đối thủ đó thì chả chia sẻ với các bạn là bây giờ đa phần ai người ta cũng có cái chiến lược liên quan về xây dựng thương hiệu, xây dựng các cái nhóm group cho cộng đồng fan của họ đấy không bắt tay được với họ không kết nối được với họ thì vào làm fan của họ học cách của họ thì đấy cũng là cái cách này đi chúng ta nâng cấp cái nội dung khi nào chúng ta biết được những cái các kỹ năng đó rồi chúng ta lại lan tỏa ra tiếp đấy chúng ta lại tiếp tục có cái chiến lược khác để chúng ta Nên cái kế hoạch cho cái nội dung đấy nội dung rồi đấy với tương tự là gì? Cái nội dung mà trong cái quá trình mà chúng ta cứ suy nghĩ rằng là à, tôi phải đọc, tôi phải nạ theo, theo cái kiểu là tôi cứ phải độc nạ Bình Dương, tôi cứ phải độc nạ Việt Nam, độc nạ thế giới hay là cái 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 cái, cái gì đó. Nó 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 phải là độc. đúng không ạ? Xong cuối cùng là gì? Suy nghĩ nhiều quá và không thực hiện không thành động, không hành động, cuối cùng là gì? Tự nhiên trở thành độc thân và thân toàn độc. Thì phải chia sẻ với các bạn là gì? Những cái thứ mà thay vì cái việc mà suy nghĩ nó độc quá thì thật, bằng cách là gì? vào Google Trend. Google Trend các bạn nhé. Google Trend, Google xu hướng. YouTube thịnh hành. YouTube gợi ý. Đấy, thì đấy chính là cái nơi là gì? Đấy chính là cái nơi chúng ta tìm trend, tìm chủ đề, tìm nội dung. Và tìm cái là gì? Tìm cho cái thứ người ta cần. Đấy. cái vấn đề đặt ra là gì? Đưa ra cái thứ người ta cần Đưa ra thứ người ta cần các bạn nhé Còn nếu như đưa ra cái thứ người ta không cần như duy có nói nhiều cái sự chia sẻ các bạn trong nhiều phát trực tiếp ấy có khi cho người ta còn đánh ok ạ? thế là nó mới đau chứ đã đã, 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 đã mất công đi cho thì nó còn đánh thế thì cái còn khi mà trong quá trình chúng ta có kế hoạch có chiến lược ấy, là chúng ta đưa ra cái thứ người ta cần chúng ta bắt được cái chain các bạn có thấy không có nhiều cái tin tức đúng không ạ đôi khi là gì người ta toàn đi lấy một cái nội dung của một cái báo nào đó người ta gom góp lại hoặc của nhiều báo gom góp lại xong có thêm một vài ba cái hình ảnh có thêm cái tiêu đề có thêm cái hình ảnh mà thu hút của một cái vụ án nào đó hay của một nhân vật nào đó hay của một cái uh, nội dung tin tức hóng nào đó một cái biến nào đó một cái hiện tượng nào đó tự nhiên là có nhiều người xem tự nhiên là gì là có người nhiều người quan tâm đấy và cuối cùng là gì à hóa ra cái ông đó là người ta ông đang đang người ông không phải là bắt chen đúng không ạ nhiều người cứ đang hiểu sai cái vấn đề của bắt chen và đưa ra thứ người ta cần đấy vì bởi vì là hai cái thứ ấy thường thường là nó kiểu dạng giống giống nhau nó kiểu dạng rất giống nhau gọi là phân biệt nó kiểu dạng như là giống như hai hai bạn sinh đôi không biết là ông nào là anh ông nào là em nhưng vấn đề đặt ra câu chuyện là gì cái chi ăn nó chỉ là một yếu tố nhưng ông nào mà xác định là yếu tố là cái thứ mà khán giả người ta cần thì hiệu quả như ông đó kiếm tiền rất tốt các bạn cho nên là không biết ở đây là có bao nhiêu bạn từng đã làm tin tức mà các bạn có biết là rằng là có những cái cá nhân và các cái team có nhiều người không kiếm nổi tin tức được trăm đô có như nhiều người không kiếm được uh, nổi tiền rút tiền về về túi nhưng các bạn không biết rằng có những team mà gì có tháng người ta kiếm mấy chục ngàn đô và kiếm mấy trăm ngàn đô. Chỉ có liên quan về mảng tin tức. Và đôi khi chỉ bám thêm một cái chủ đề thôi. Và người ta chỉ cần bám được một giai đoạn thôi. là người ta đã có một đống tiền. Đấy. Và đó là một sự thật. Đấy. Còn cái sự thật đấy là các bạn để muốn tìm hiểu, muốn khai thác thì chắc chắn là gì? Tìm các cái group, các cái nhóm, các cái zano các cái nội dung, các cái kênh, những người đã và đang làm việc đó để chúng ta trao đổi, chúng ta chia sẻ. Ok chưa nào? Thì đấy chính là cái vấn đề về nội dung mà Duy cũng đã nói rất là nhiều những cái ý tưởng về nội dung để các bạn có thể hiểu các vấn đề đó. Sau đó thì bắt đầu là đến là gì? Đến cái bước số 5. Đấy, bước số 5 của cái thiên hướng của làm YouTube là bắt đầu là gì? Chúng ta đi SEO. Đấy. Chúng ta đi SEO các cái nội dung. Có nhiều bạn nói gì? Ui, tôi không cần SEO đâu. Và làm YouTube không cần SEO đâu làm YouTube cứ đưa ra nội dung cứ đăng tàn năng bừa lên ngày mai YouTube nó độ nó đề xuất rồi nó cho nổi tiếng ABC nếu như những ai mà nói bạn là làm YouTube không cần làm SEO thì auto chắc chắn 100 họ không có chuyên môn họ chỉ may mắn khi họ có người giúp đỡ họ chỉ may mắn khi họ đang bán được một chủ đề trên họ chỉ may mắn là họ đến đúng 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 cái thời điểm mà gọi là gì họ kiếm được cục vàng đấy rồi cuối cùng là gì họ có được cái thời điểm đó rồi cuối cùng là gì À, họ cứ thế là Họ cứ đi dần 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 dần, dần. Họ cứ đi từ 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 Rồi họ cứ kiếm tiền kiểu nhặt, nhặt tốc tắc tốc tắc Từng cái mạt vàng một Còn đa, đa phần là gì Khi nếu như để họ vào một cái chủ đề nào đó Hoặc một cái thị trường nào đó Có khi họ còn âm so với bạn Và tất nhiên là đấy là cái điều trên online có quá nhiều Có quá nhiều, nhiều người Chia sẻ ra doanh thu này, Chia sẻ ra kênh này. Toàn những cái nội dung là gì là cũ Hiện tại người ta đâu dám chia sẻ Bây giờ trên online Bây giờ nhiều bạn thông minh lắm nhiều bạn khôn lắm và thực sự ra là trong cái khôn nó nó có một cái khôn nổi vô cùng hoặc là có một cái học ngót rất là nhanh tức là chỉ cần nhìn ví dụ như bây giờ duy chia sẻ ra một cái kênh đang bật kiếm tiền chẳng hạn đang có tiền hoặc đang có nhiều tiền cả y như rằng là gì sẽ có nhiều bạn là gì nào ngay vào cái chủ đề đó và có khi có 100 người hoặc có một ngàn người nào vào ngay thường là đa phần không ai đưa ra cái chủ đề hiện tại cả. và có khi là người ta đưa ra người ta chỉ đưa ra cái kênh phụ thôi hoặc đưa ra một ai đó thôi chứ còn sâu ra một cái kênh chính có khi ngày mai toan ngày mai nhịn đói ngày mai không còn gì đấy cho nên là trên online đúng là hoan hỉ chia sẻ cho đi hết cho đi tất cả cho đi những gì chúng ta có nhưng vấn đề một sự thật là gì cho đi rồi nhưng vẫn phải giữ lại cho chúng ta một cái đòn trí mạng để rồi chúng ta duy trì cuộc sống của chúng ta bởi vì chúng ta có như thế nào đi chăng nữa người ta cũng chỉ biết vậy thôi còn nếu như mà chúng ta khổ chúng ta cực chúng ta vất vả chúng ta khó khăn chúng ta thất bại không ai biết cả thì phải giữ lại một đòn trí mạng và đấy là cái điều mà cá nhân duy mà cái tê nói rất nhiều với các cá nhân các cái team hay là công ty, xe cái gì thì xe chia sẻ gì thì chia sẻ nhưng vấn đề là vẫn phải giữ ở chúng ta một cái đòn chính mạng cũng giống như các bạn đi theo dõi à, rất là nhiều các cái nội dung mà trên online hay cuộc sống của chúng ta rồi bao nhiêu người thầy bao nhiêu gọi là sư phụ đặc biệt là nếu như các bạn mà mê phim kiếm ấm nhiệt bạn ăn thấy đó có cái ông sư phụ nào ông ấy không giữ lại một đòn chính mạng không đấy có bao giờ có cái ông nào mà ông ấy không giữ lại một cái chiêu cuối cùng ấy. đấy đợi lúc nào mà có một ông đệ tử nào đó ông ấy gọi là nghịch thiên ông ấy phản thầy rồi là phản đại à, 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 sư môn chẳng hạn đấy nó ý nghĩa rằng là lại tiếp tục sẽ có một đòn chín mạng trị cho cái việc đó và tương tự cũng đi trang như vậy trên youtube cũng như thế bạn muốn làm một chủ đề những chủ đề đấy bạn đỉnh cao chưa chắc đỉnh cao đâu bạn mới phải khai thác ra nhiều các chủ đề khác như cá nhân duy kate cũng như vậy đang ngồi chia sẻ với các bạn thì Duy cũng có công việc khác Duy cũng có những cái kênh YouTube khác và rồi Duy cũng sẽ phải rằng là làm nhiều hơn hơn rất nhiều những cái thứ mà Duy đang nói đấy chứ không phải là ngày nào Duy cũng ngồi đây Duy nói được như thế này Ok thế nào đó thì nó còn một cái việc khác còn nuôi sống chúng ta nuôi sống gia đình nuôi sống bản thân và nuôi sống cả những người xung quanh Đấy. đúng ạ chúng ạ đấy chính là cái mà chúng ta phải nhớ rằng là đò chí mạng nó cũng là một cái đòn chín mạng ấy là cái đòn chúng ta cần phải giữ thế thì Chính đó là cái điều mà trong quá trình và đi nằm trên YouTube ấy, liên quan về SEO. Có nhiều người nói rằng là à SEO không quan trọng đâu, đăng tàn năng bừa nên làm cho tôi cái tiêu đề, cái hình ảnh đại diện. Rồi là làm sao cho người ta dễ tìm kiếm tôi, dễ thấy tôi. Đấy, mồm thì nói rằng là không cần làm SEO mà trong khi cái, cái câu nói lúc nào cũng chứa được cái từ SEO trong đó. Tại sao như vậy? Hãy nhớ rằng là trên YouTube là gì? Tiêu đề chính là SEO. Mô tả chính là SEO. Ảnh đại diện chính là SEO. Từ khóa chính là SEO, đúng không ạ? Chỉ mà đôi khi trong hai cái yếu tố là tiêu đề và mô tả không có cái khái niệm nào nó là may mắn cả. Hãy nhớ rằng là may mắn hay là để làm sao mà là tạo ra được cái tiền bạc và cái sự thành công của chúng ta ấy, nó đều có sự sắp đặt cả. Đấy, nó giống như cuộc đời của chúng ta ấy, hiện đại bây giờ ấy, có thể là có một ai đó ở trên cao người ta đang sắp đặt chúng ta phải như vậy. Người ta đang sắp đặt chúng ta vào vị trí đó mà chúng ta không biết. Đấy, nó giống như là một cái trò chơi của một ai đó thì trên online hay bất kể một công việc cả online cả cuộc sống chúng ta đều ấy đều có sự sắp đặt chứ không bao giờ có khái niệm là à, ông nên trên đó người ta tự độ ông đâu mà hãy nhớ là cái tiêu đề và cái ảnh đại diện đã là seo rồi đấy và đấy là cái điều mà chính là các bạn phải hiểu là hai yếu tố là hai, hai yếu tố quan trọng nhất mà nhiều ông hiện đại đã và đang tìm hiểu gọi là bạn thiết tóc đúng không suy nghĩ rất là nhiều đêm rồi là dùng rất nhiều các công cụ thì mới ra được cái chiến thuật ra được cái kỹ năng đó ở tương tự là áp dụng nhiều mới có được cái kinh nghiệm đó thì mới tạo ra được một cái kênh có tiền chứ mới tạo ra một cái giá trị để ra tiền chứ thì đó chính là SEO SEO đó là cái thứ đó mà trong khi đó có nhiều người là gì áp dụng mỗi ngày thực hiện mỗi ngày cuộc sống nó may rủi nó đang rất may mắn cho chúng ta cái cơ hội cho chúng ta để kiếm ra tiền mà lúc nào cũng nói trong mồm là làm YouTube không cần SEO và cuối cùng là mấy cái ông a Dua, mấy ông đi theo mấy ông chăn bò chăn vịt đi theo rồi là mấy ông phụ hồ đi theo rồi là mấy cái ông là gì bỏ việc đi theo mấy ông thất nghiệp đi theo mấy ông đang có vợ đẹp con khôn đi theo mấy ông đang có việc công ty ngon lành đi theo mấy ông đang làm nhà nước bỏ nhà nước đi theo xong cuối cùng đi theo là không theo cuối cùng ngồi chung vào một cái quán là gì đến bánh xèo không có mà ăn đấy lý do là như vậy mà trong khi đó hiện tại bây giờ lại có nhiều cái tư tưởng là gì làm thương hiệu làm kinh doanh nằm bán hàng mà lại cũng không biết về SEO, không biết về tối ưu, đúng không? Chả có YouTube nào nó độ các bạn để làm dâu cả, chả có ông nào mà gì đưa bạn tới đến khách hàng, chả bao giờ YouTube người ta lại đi tìm khách hàng cho bạn cả và chả bao giờ YouTube là gì giúp cho bạn trở thành tỷ phú cả, mà tất cả là gì? Vẫn là do chính bản thân bạn, bạn cần phải hiểu nó, bạn cần phải biết nó và bạn phải biết là à muốn đưa cho người ta muốn nhấp chuột vào đứa ảnh đại diện của chúng ta đúng không? thì chúng ta phải seo nó thì nó mới lên được chứ các bạn có bao giờ các bạn so sánh ab giữa ảnh a và ảnh b không các bạn có bao giờ so sánh các cái chỉ số tại sao ảnh nào nó nhấp vào nó kích chuột không các bạn có bao giờ so sánh các cái phần trăm tại sao ảnh nó là ảnh chất lượng mà không chất lượng không các bạn có bao giờ suy nghĩ rằng là ảnh nào là ảnh chất lượng và ảnh nào không chất lượng không đấy đấy là một trong những các kiến thức mà các bạn cần tìm hiểu và các bạn có thấy rằng là tất cả các cái tiêu đề nó phải chứa các từ khóa đấy tiêu đề mà không có chứa từ từ không chứa từ khóa làm sao người ta tìm được làm sao người ta biết được để mà tìm đúng không ạ và đã đưa vào từ khóa vào trong tiêu đề hay đưa từ khóa vào trong nội dung để nói để tạo ra nội dung giống như duy đang nói với các bạn này thì đấy chính là seo rồi có cái đỉnh cao của cái vấn đề làm seo đó là gì người ta nói trong cái kịch bản của họ đã có chứa từ khóa cần seo đấy ví dụ như người ta muốn chia sẻ vấn đề về kiếm tiền youtube về làm YouTube về, làm youtube về cách làm youtube về hướng dẫn làm youtube thì trong đó là gì người ta nói trong cái từ khóa trong đó rồi thì đấy đều là seo hết đúng không các bạn cho nên là cứ trên online thời điểm hiện tại bây giờ là có nhiều bạn mất phương hướng bởi vì là gì hôm nay nghe ông kia bảo không làm seo hôm sau sang ông duy ông lại bảo bắt làm seo rồi bắt đầu là cứ nộm tùng bẹo tùng bậy như vậy là cuối cùng là và nó không mang lại cái, cái giá trị cho nên là cách dễ dàng nhất để cho người xem tìm kiếm bạn cách dễ dàng nhất để là gì họ thấy bạn và cách dễ dàng nhất để bạn có được những thứ bạn mong muốn thì bạn phải biết cách tối ưu và phải làm seo. đấy là cái điều mà các bạn phải hết sức lưu ý như vậy và rồi trong cái quá trình đó bạn thấy là gì đã đến cái bước số 5 đó rồi thì sẽ đến bước số 6 bước số 6 là chúng ta cần phải xây dựng cộng đồng SEO có như thế nào đi chăng nữa nhiều bạn cứ suy nghĩ là, là có 100 điểm là em seo tốt rồi hoặc là em cứ SEO thế này là em cứ nên top là em tốt rồi nhưng nếu như không có cái cộng đồng cũng toàn các bạn có thể có cộng đồng bạn có thể xây dựng um, trên Facebook bạn có thể xây dựng vào uh, các cái cửa, uh, nhóm group Zano bạn có thể xây dựng trên một kênh YouTube mà có nhiều cộng đồng giống như uh, kênh của Duy hoặc giống như bạn đang làm để rồi khi bạn đăng tải lên trên nó bạn chia sẻ bạn share lên các cái cộng đồng nó bạn xây dựng nó thì khán giả người ta biết tương tác cho bạn thì người xem người ta mới có thể giao tiếp với bạn mọi người ta có thể trao đổi với bạn người ta có thể chia sẻ với bạn người ta có thể bình luận với bạn người ta có thể thảo luận với bạn và cái cộng đồng đó xung quanh bạn nó mới tạo ra các bạn cái vệ tinh cho nên tại sao có nhiều người trong cái quá trình mà chúng ta đi làm sao thì chúng ta thấy là gì chúng ta thấy nhiều ông không sao vì sao vì ông có cộng đồng đúng không ông đăng một cái video nên ông nói là ví dụ như là, hôm nay tôi đi ăn cơm ở quán ông duy chẳng hạn đấy đăng một cái tiêu đề thấy nó rất là dở hơi và đôi khi là cũng không biết là thằng cha nó ăn cơm ăn cái gì nhưng có nhiều người lên trên kênh của cái bạn đó của cái kênh đó thấy rất nhiều view thấy rất nhiều tương tác và đôi khi có những câu nói rất củ chuối nhưng rất nhiều người nghe bởi vì là nó gửi cái đường dẫn ninh đó đúng không ạ nó gửi cái đường dẫn link đó vào trong cái cộng đồng đó đấy nó gửi đường dẫn linh vào trong những cộng đồng những người mà thích ăn cơm đó nó gửi cái đường dẫn ninh vào trong những cộng đồng mà những ai ăn cơm ăn cơm ở quán ông duy đó nó gửi trong cái cộng đồng vào những ai ghét ông duy đó và cuối cùng là gì ba cái cộng đồng đấy nó cho nên víu thì cần đi làm sao đúng không các bạn đấy có cộng đồng thì cần đi làm sao cho nên có nhiều bạn nói là gì? Anh ơi tại sao em đăng video ra không ai xem? Anh ơi tại sao em đăng video ra mà không ai xem xong người ta lại có người xem? Thì các em phải nhìn xem họ có cộng đồng còn em thì không. Ok nhá. Tức là khi người ta đã cộng đồng rồi, nó giống như cái câu mà các bạn có thể thấy đấy, người giàu nói gì cũng đúng. Hay ví dụ khi nó có cộng đồng nó chỉ đưa cái link nó vào thôi, là coi như là này một phát cái nội dung của nó có thể có đến hàng nghìn người xem hàng chục nghìn người xem hoặc là hàng triệu người xem có thể có ngay bởi vì cộng đồng nó to rồi một khi nó to nó sẽ đẩy thuyền đi vì tất cả cái này tất cả những cái thứ liên quan về SEO tất cả những cái thứ liên quan về tối ưu từ trước tới nay là cộng đồng giúp tất ok mà và đó chính là cái yếu tố tại sao yếu tố số 6 là phải có cộng đồng với cá nhân duy thì đúng là trên kênh youtube của duy này thì duy chỉ có cái fanpage uh, facebook và một số các nhóm zalo còn đa phần là gì duy không có tạo các cái nhóm kiểu dạng như là uh, các cái nhóm như các cái học viện youtube hay những cái nhóm liên quan về chia sẻ youtube duy không có tạo ngày xưa duy có tạo duy giúp cho rất là nhiều người nhưng sau đó duy thấy nó rất là tùm lum cuối cùng vào trong đó là toàn bán tôn rồi bán các thứ rồi toàn ấy đi đùa gà đùa vịt với lại đi nửa đảo duy không thích các cái kiểu dạng như vậy nên là duy không có tạo ra cái cái, 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 cái cộng đồng nào như thế với cái youtube này cả nhưng mà với các cái dạng kênh mà đi kiếm tiền đấy duy phải chia sẻ với các bạn là duy làm rất nhiều ví dụ như các cái dạng kênh liên quan về giảm cân chẳng hạn hay các cái dạng kênh liên quan về sức khỏe chẳng hạn duy phải có các cộng đồng đó vừa là những cái, những cái kênh mà những cái dạng kênh mà liên quan về sinh tồn chẳng hạn hay những cái dạng kênh liên quan về thiên tai chẳng hạn hay các cái dạng kênh liên quan về khám phá chẳng hạn hay các cái dạng kênh liên quan về học tập chẳng hạn duy phải có các cộng đồng đó không có các cộng đồng đó lấy đâu ra view không có các cộng đồng đó lấy chỗ nào mà chia sẻ chả đấy lúc nào cũng dùng tiền bỏ vào xem lúc nào cũng bỏ vào tiền làm marketing xem. có mà lúc mới bỏ vào có khi cũng tháng âm có những tháng còn, còn uh, mang tiền của vợ đi chạy quảng cáo xong rồi không mang được về là toan đấy thì muốn mà cái điều đó không xảy ra thì phải có cộng đồng đấy phải tạo ra như vậy mà có một cái sự thật đặt ra ấy là trên online nó buồn cười lắm bạn ạ các bạn ạ đấy quý anh chị các bạn ạ đôi khi là gì cái cộng đồng yêu thích nó ít nhưng cộng đồng ghét nó nhiều đấy thế là gì trên online là gì? Có nhiều người người ta luôn đi theo cái trường hướng là gì? Tranh cãi, các cái dạng chủ đề tranh cãi, các cái cộng đồng gọi là mang tính chất phi lý, mang cái tính chất gọi là gato, mang cái tính chất gọi là anti. Thì cái cộng đồng nó rất nhiều nhá thả cái link vào là ok ngay. Ví dụ như các bạn thấy là gần đây, đấy, có cái cô hoa hậu nói những cái câu nói rất là ok đó. Thì đôi khi có cái cộng đồng nó cũng rất là ok đó đấy nó tăng chóng mặt đúng không gửi một cái ninh vào cái nó y rằng cộng đồng có đến vài nghìn đứa vào tương tác nói thôi rồi và tự nhiên là gì na view ra đó và rồi sau này đã ra câu chuyện là gì nó lại biến cái cộng đồng nó trở thành một cộng đồng ngon đấy còn bắt đầu gì cái 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 quá khứ như thế nào làm sao các bạn biết được có thể là sau 3 tháng sau hoặc sau một năm sau hoặc ví dụ như cái cô hoa hậu đấy cô làm tốt hơn cô làm xịn xò hơn có khi cái cộng đồng từ anti fan trở thành fan nó lại cuối cùng là bút lên một cái tầng cao mới bởi vì đó là đó là chiến lược marketing đó là cái cách người ta tạo ra những cái phễu marketing không đồng nó là như vậy và đó chính là cộng đồng của yếu tố số 6 cho nên là từ lúc đó bạn thấy là gì không có bất kể những cái dấu diếm gì không có bất kể những cái thứ gì gọi là cất đi cho bản thân mà trong cái nùng phát trực tiếp này là duy chia sẻ để các bạn thấy là gì đấy Chắc cần phải thầy bà nào cả đôi khi nghe một nùng phát trực tiếp các bạn đã biết được những cái cách bạn sẽ phải làm gì đấy thế là xong cái vấn đề đặt ra là gì? Bạn phải hành động thôi, bạn phải thực hiện thôi. Còn bạn không hành động, không thực hiện làm sao nó ok được? Đấy là cái điều mà các bạn hết sức chú ý hả? Thế thì sau cái bước số 6 cộng đồng xong rồi thì bạn thấy là gì? Đến cái bước số 7. Bước số 7 là gì? Chúng ta cần phải có sự quảng bá trên các cái mạng xã hội, website, email marketing, hoặc là chúng ta có cái sự là thuê các cái kênh lớn để ta BR quảng cáo cho. Đây là cái yếu tố mới đến là yếu tố số 7 của mất tiền. Cộng đồng xây ra có ai biết đâu? đấy các bạn phải nhớ rằng là như cá nhân duy đi làm các cái thị trường liên quan về affiliate hay xây dựng ra cái kênh mà liên quan về kiếm tiền từ youtube chẳng hạn cái cộng đồng về sức khỏe không phải là gì vào đó cứ đăng tên sức khỏe xong rồi người ta nào vào người ta tìm đâu mà là gì bỏ tiền ra chạy quảng cáo bỏ tiền ra thuê người ta quảng cáo cho bỏ tiền ra là thuê người quảng quảng cáo cho là thuê cái kênh lớn đó thuê những cái bạn nào bạn có fan đó thuê những cái bạn trẻ hoặc là một số quý anh chị nào mà không kiếm ra tiền đó nhưng mà có nhiều fan đó ví dụ như là một bạn nào đó trong này là có fan chẳng hạn thì bỏ tiền ra cho bạn ấy thuê có thể là 3 triệu 5 triệu 10 triệu cho bạn đi thuê một tháng bạn ấy kéo trong một tháng kéo nhưng mà không phải kéo về YouTube nha nghe kỹ nha kéo không phải kéo về YouTube nha nghe cái đoạn này mới đoạn chín mạng này không phải kéo về YouTube nha mà nó kéo về cái cộng đồng kia kìa kéo về cái cộng đồng không phải là kênh YouTube đâu đấy kéo về đấy đấy kéo về đấy đã để sau này làm gì thì nó còn nhiều việc để làm chứ còn kéo về trên youtube nó chỉ là một mục đích quá bèo và kéo về trên youtube là quá phí tiền để kéo thế thì là kéo về cái cộng đồng về cái nhóm đó và chúng ta thu lại được những người trong cái nhóm đó đúng không ạ trong thu lại cái người nhóm nhóm đó chúng ta sau này chúng ta có thể đăng lên nhiều kênh youtube vào đó chúng ta có thể thả nhiều ninh vào đó ok các bạn nhảy số nhá các bạn thấy tiền nó từ đó nó kéo về chưa Xong cuối cùng là trên cái cộng đồng nó không chỉ là kéo cho youtube mà chúng ta còn kéo cho website chúng ta còn kéo cho các cái nội dung bài viết chúng ta còn có thể là gì sau này sẽ có những người người ta thấy cộng đồng đấy của chúng ta người ta lại thuê lại chúng ta ta lại kéo tiếp lại kiếm tiền tiếp có thể thời điểm đầu nó bỏ tiền ra thì như thế nó phải cần có chiến lược cần có kế hoạch kế hoạch có một cái cộng đồng nó rồi là gì là đến lúc đó tiền nó mới về chứ còn nếu như quảng bá thu hút mạng xã hội thu hút tất cả mọi thứ trong kéo về một giỏ là chết trên online nói chung và youtube tiếp tục nói riêng là gì không có tư duy bỏ trứng vào một giỏ đấy đừng nhớ là mới mang cái tư duy bỏ trứng vào một giỏ là chết một giỏ đấy mà vỡ trứng thì thôi tan toang đúng không mỗi chỗ rắc một quả chơi vậy thì nó sẽ ok nhưng mà vấn đề là gì rắc như thế đôi khi nó hơi phân tâm và có thể là tốn rất nhiều tiền và thời gian thì cần phải gì xác định ngay những cái bước ở đầu đấy trong được phát trực tiếp hôm nay nói rất là nhiều cho các bạn đó, ở đầu để các bạn thấy là gì đấy chính là cái chiến lược cái kế hoạch hay làm là như vậy có những bạn nào là tùy vào phương pháp quảng bá các bạn thôi các bạn có thể quảng bá bằng uh, facebook ad google ad youtube ad đấy bạn triển khai bạn chạy quảng cáo thu hút khán giả làm sao nó đến với các bạn là ok nhưng vấn đề hãy nhớ là gì không phải chủ đề nào kéo một phát cũng lên ngay đâu mà là đôi khi có những người mất 3 tháng người mất 6 tháng người mất một năm có những người mất vài năm nhé chứ không phải rằng là muốn là được ngay bởi vì có nhiều bạn rất là muốn là ok muốn là ok ngay, muốn ăn sổi ngay. Đặc biệt là thời điểm hiện tại có nhiều bạn là gì? Anh ơi em không có việc làm, anh ơi em thất nghiệp, anh ơi em vỡ nợ. Anh ơi em thế này, em ơi anh ơi em thế kia, tức là cuộc đời em đang ở gầm cầu ABC tất cả mọi thứ là rất là muốn ăn sổi. Thì thực sự là gì? Nếu như các bạn hiểu ra ấy, là các bạn không phá từ trước ấy, có khi bây giờ bạn giàu to rồi Đúng không? Nhưng mà trẻ ai hay cái chữ người vấn đề đó cả. Tức là chúng ta thất nghiệp hay chúng ta vỡ nợ hay chúng ta vấn đề gì đó, tức là nó là cái yếu tố của cái quả trước đó của cái nhân trước đó chúng ta gieo bây giờ chúng ta trổ ra kết quả đó thì chúng ta nhận thôi mà bây giờ chúng ta muốn nhìn lại cái vấn đề là gì để làm sao mình làm tốt thì bây giờ chúng ta lại phải gieo từ từ mà gieo là gì không phải là gieo giống như giá đỗ được không phải là bỏ cái hạt xuống ngày mai cắt nó chén như thế thì nó nhanh quá mà vấn đề là gì cái quả mà muốn ngon muốn ngọt muốn xịn muốn sò thì chắc chắn là nó phải là những cái cây lâu năm nó phải là những cái hạt những cái quả mà gieo nó dài hạn thì nó mới hiệu quả chứ còn những cái bạn nào mà gieo nhanh quá học theo mấy ông đi làm ri up đi làm những cái thứ tả đạo ấy, thì đúng là gì có thể là nhận được quả ngay nhưng vấn đề là sau này nó còn nhiều quả đắng nữa à, đấy là cái điều mà các bạn phải lưu ý hết sức chú ý vấn đề đấy thế thì trong cái quá trình mà liên quan đến cái vấn đề như vậy thì tùy vào mỗi mục tiêu của các bạn và hãy nhớ là cái tiền quảng mà bá quảng cáo đấy thì nó phụ thuộc vào là gì phụ thuộc là trong cái kế hoạch của bạn ấy thì ngân sách của bạn như thế nào bạn theo đuổi nó như thế nào đừng có nhìn thấy là anh ơi ông hàng xóm này em ông mới chạy 3 triệu một ngày em chạy 3 triệu một ngày xem tiền đâu ra em chạy hoặc ví dụ anh ơi cái ông hàng xóm của em ông chỉ chạy ở 100 một ngày thôi em chạy 100 một ngày ha đúng không như thế ok không rất nhiều các câu hỏi như vậy thì với cá nhân duy kt phải chia sẻ các bạn rằng là khi các bạn chạy các bạn nên kế hoạch đến liên quan đến marketing thì tùy vào cái túi tiền của bạn bạn đưa ra các kế hoạch này bạn có thể ngày một bạn chạy bằng này ngày hai bạn chạy bằng này ngày ba bạn chạy bằng này bạn so sánh ba ngày đó ngày nào mang lại cái sự hiệu quả bạn, chiến lược nào mang lại hiệu, hiệu quả cái tệp khách hàng nào giúp cho bạn được uh, hiệu quả giữ chân được người ta tốt rồi xem là cái content nào cái nội dung nào thu được cái tiềm năng về thì bạn đẩy tiền vào cái nội dung đó bạn đẩy đi chứ không phải nhất thiết là à cứ thấy ông kia chạy bao nhiêu phải chạy bấy nhiêu điều đấy là chết mà hãy nhớ rằng là mọi thị trường cho dù bạn có thấu hiểu nó tới bao đâu bao nhiêu chi chăng nữa vẫn phải là test như cá nhân duy là gì có nhiều chiến lược là duy vẫn phải test vẫn phải đưa ra là uh, vài ba chiến lược xem cái nào mà nó có sự chuyển đổi này hay là nó thu hút được rằng là tức là tiền tôi bỏ ra nó xứng đáng nó về nó có thể quay về nó có thể quay về là gì là có một đơn hàng hoặc nó có thể quay về là một khách hàng nhưng mà người ta là gì người ta xem người ta xem nhiều xem dài xem sau này hoặc là ví dụ như là họ là fan trung thành đấy thì cái đấy là chuyển đổi nó xứng đáng chứ không phải là bỏ tiền ra có nhiều bạn là anh em bỏ ra một đồng em bỏ ra 10 triệu em chạy quảng cáo chẳng hạn cuối tháng em về ôm 100 triệu tiền đâu kiếm dễ vậy đúng không kiếm dễ còn hơn cả mấy ông đi vay nặng nãi vậy đấy chia sẻ các bạn là gì thì tùy vào thị trường ha mà muốn vào cái thị trường đó là gì là vẫn phải có bài toán là tối ưu là những cái điều mà duy chia sẻ bên trên đó là sáu cái điều chia sẻ bên trên đấy đó chính là cái mà vẫn để tối ưu không tối ưu được nó quảng cáo quảng cáo mà không tối ưu nó ấy, thì coi như là vứt bao nhiêu tiền vào cũng chết nên các bạn phải hết sức chú ý như vậy cho nên làm youtube ở đây là duy đang chia sẻ trong một phát trực tiếp là gì là làm youtube theo cái hệ thống gọi là đa di năng cả về kiếm tiền từ quảng cáo và cả về bán hàng và kinh doanh nên các bạn phải hết sức chú ý cái vấn đề đó ok chưa nào rồi là tương tự như thế là gì sau khi bảy yếu tố đó thì chắc chắn nó sẽ là cái vấn đề số 8 mà vấn đề là ai cũng sẽ phải biết và ai cũng sẽ cần phải có cái điều đó đó chính là sự kiên nhẫn và cái định hướng tới mục tiêu cuối cùng làm youtube thì chắc chắn là nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và cái cái người mà duy trì đến con đường cuối cùng thì nó quan trọng lắm các bạn tức là khi các bạn phát triển nội dung khi các bạn cải thiện nội dung khi các bạn muốn được nổi tiếng muốn kiếm được ra tiền thì chắc chắn là gì các bạn cũng phải đợi chờ cái sự phản hồi của của khách hàng của khán giả của người xem đúng không cũng như là các bạn cần phải đợi cái thời gian để làm gì để nội dung nó tiếp cận tới người ta đã và cũng như là phải đợi cái 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 điều mà gì là những cái trái ngọt nó đến với bạn đã nhưng có nhiều bạn là gì vừa ấy trồng cây ra được vài ba ngày cắt như cắt giá đô ấy. là thôi còn đâu nữa quả mà chén có nhiều bạn là gì cây vừa đến được cái củ rổ luôn củ đúng không ạ này còn đâu nữa mà chén có nhiều bạn thì cây vừa ra được một cái bông hoa ngắp hoa luôn cắm hoa ngồi ngắm còn đâu nữa mà chén có nhiều bạn là gì vừa ra được một cái quả bé là y là gì nhổ cây đi bán luôn thì lấy đâu ra nữa mà có quả mà chén tức là gì cái giai đoạn có nhiều bạn là gì mỗi người sẽ có giai đoạn khác nhau nhưng vấn đề là gì cái điều mà duy muốn nói là khi các bạn đưa ra một cái chiến lược cho một kênh nào đó bạn muốn có một kế hoạch nào đó và bạn muốn có một cái chiến lược để có thể thu hoạch được quả tốt thì hãy hiểu là cây nào nó cũng có cái ngày tháng của nó đúng ạ cây nào nó cũng có cái là gì gieo hạt người nhận quả nó cũng có một cái định hướng của nó có những cây mất vài năm mới trổ được quả Đấy, có những cây là gì? 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Đấy tùy vào các cái dạng cây mà bạn trồng thì cây YouTube cũng đúng như vậy. Chủ đề nó cũng đúng như thế. Chứ còn đừng có nghĩ tư duy là à anh ơi em cứ sau 3 tháng là em gặt. Đấy cứ sau 6 tháng là em gặt, cứ sau 12 tháng là em gặt. Quá thời gian đó mà không gặt được ném bỏ. Rất là nhiều bạn áp dụng tư duy đó là chết. Cho nên là với uh, YouTube thì các bạn cần phải có độ kiên nhẫn. Sự kiên trì và theo đuổi tới cùng để rồi là muốn nhận được quả muốn ăn được chính cái thứ mà các bạn trồng ra nó thành quả như thế nào ấy thì phải như vậy và phải làm những cái yếu tố như bên trên mà duy chia sẻ nó theo từng trình, từng trình tự từng trình tự các bạn nhé thì đấy chính là cái mà cá nhân duy từ trước tới nay duy chia sẻ cũng như duy áp dụng và nó đạt được cái hiệu quả mà trong quá trình duy đi kiếm tiền cũng như tạo ra các hệ thống của mình đó và từ lúc đó là duy thấy là gì À, trong cái quá trình có những cái dạng kênh ý, là Duy cứ uh, duy trì, ví dụ như cái kênh mà các bạn đang xem này chẳng hạn, thì cá nhân Duy vẫn uh, hoạt động, duy trì, chia sẻ và vẫn uh, mang cái tư duy là gì, tư duy không phải là tư duy của một vài năm, tư duy của 10 năm, tư duy của 20 năm, đấy tư duy của sự công hiến, của sự phong sự, tư duy của cho đi và tư duy của mang lại những cái uh, hạt giống tốt và những cái trổ quả tốt đấy thì lúc nào là duy thấy là, là tuy cái kênh này nó ít người xem hoặc là tuy cái kênh này cái lượng người follow nó kém hơn dạng kênh kiếm tiền hoặc là tiền nó ít hơn các cái dạng kênh kiếm tiền kia nhưng duy vẫn cảm thấy vui vẫn phải có cái có một cái tư duy rất tích cực và cảm thấy là rất là hạnh phúc với cái điều gì mình làm được đấy với cái một cái dạng kênh cá nhân như thế này đấy thì từ lúc là duy thấy rằng là à đúng là có thể doanh thu cái tiền mình kiếm ra nó không được nhiều so với các dạng kênh kiếm tiền kia nhưng mình vẫn kiên trì mình vẫn có sự kiên nhẫn, mình vẫn phải có cái sự trau dồi, update và nâng cấp bản thân mình và rồi mình vẫn phải đưa ra một cái chiến lược, một cái kế hoạch để rồi là gì? để rồi sau này nó có một cái điều gì đó nó mang lại những cái điều tuyệt vời cho chính mình và cho nhiều người đấy. và từ đó là thấy một cái điều gì rất là vui, cảm thấy là rất là thoải mái đấy. tự nhiên là con người nó cứ nở hoa rồi nó cứ phấn khởi ra thôi. rồi tự nhiên là đấy thịt mỡ nó cứ kéo về thôi đấy. rất là nhiều đơn giản như vậy cái tư duy như vậy thì các bạn thấy đâu nó sẽ là ok nhưng tất nhiên là cái tâm huyết đôi khi dành cho cái kênh cá nhân kiểu dạng như thế này nó cũng rất là đau đầu các bạn đôi khi cũng phải suy nghĩ đến bạc tóc bạc tóc ở đây không phải là bạc mỗi cái tóc đâu mà còn bạc nhiều thứ khác nữa đấy rồi là rất là nhiều các cái thứ khác nữa tất nhiên những cái thứ đấy bỏ ra nó xứng đáng và những cái thứ đó mà chia sẻ ra hay là tạo ra những cái giá trị cảm thấy nó tuyệt vời nó ý nghĩa nó mang lại được cái điều tốt cho nhiều người nó mang lại được cái điều giá trị cho nhiều người và rồi giúp cho nhiều người gieo được những hạt tốt đó và đứng là gì chúng ta đang mang đi những cái hạt mầm trí tuệ hạt mầm chia sẻ như thế thôi và đôi khi là gì đâu cần phải là cao siêu quá đâu đâu cần phải là là một thiền sư hay là một ninh mục hay là một là một vị cao tăng đắc đạo gì đó chia sẻ đâu mà gì chúng ta có gì chúng ta chia sẻ đó và chúng ta biết là cái thứ đó là tư duy của giải hạn đấy chính là cái điều mà 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 duy đang duy trì trên kênh này là như vậy còn, còn các cái dạng cây kiếm tiền là gì vẫn phải kỳ nuốt nó vẫn phải có chiến lược cho nó và các cái hệ thống kiếm tiền nó phải kỳ nuốt cho nó không đăng tải lên lấy đâu ra tiền hoặc là không duy trì nội dung không có chiến lược không có kế hoạch lấy đâu tiền ra tiền trả nhân sự lấy đâu ra tiền chi phí cho sinh hoạt thì vẫn phải là gì phải cân bằng cân bằng cân bằng tất cả mọi thứ và thực sự ra đúng là cuộc sống này để trả lời cho hai chữ cân bằng nó khó vô cùng nó khó kinh khủng các bạn ạ. với cá nhân duy thì vẫn chưa có những cái Uh, vấn đề giải quyết cho nó đấy vẫn cứ đang muốn cho nó cân bằng lúc đó nó cứ khập khiễng khập khiễng liên tục nhưng mà một cái sự thật đặt, đặt ra là gì uh, chúng ta cũng phải cố gắng đấy, cứ rồi cố gắng để có thể để là triển khai cho nó, nó, tốt đẹp hơn và nó tươi tốt hơn đấy để có cái uh, tinh thần có sự sáng tạo có cái sự công hiến sự cho đi đấy phải duy trì nó thì tức là từ những cái duy trì đó các bạn thấy là gì lấy cái dài nuôi cái ngắn xong lấy cái ngắn lại nuôi cái dài đấy nó cũng luôn đan xen với nhau thì từ lúc đó có phải đúng như cái câu gọi gì không nên bỏ trứng vào một giỏ không đấy đấy chính là cái điều mà mà chia sẻ với các bạn